nói thấy không sao rồi bà. Đi đi, cười họ đi. Sao người ta đi đó, người ta đi qua nữa. Người ta đi qua mà mình có qua được. À. Dạ. Mấy ông chợ đó. Chợ mấy ông chợ bắt luôn. Coi coi giống gì nữa. Tao có qua được chưa? Được rồi, nhưng mà xe tải kìa, để xe tải đi đó. Có xe tải á. Ở trong cái chụp hình dạ. Bố quay video. Ủa, đi tập bắn hả? Ờ, tập bắn. Đi tập bắn đường hả? Ờ, tập trận á, tập luyện trận. Cái này là kêu bằng bộ bộ binh á. Bộ binh hả? Ờ, bộ binh. Xe dài dữ vậy? Ừ, nhiều lắm. Xe nhiều quá, xe dài dữ tận tàu á. Chú ở đây à. Trời, chú có qua là chụp binh có qua được. Còn chú đó chưa qua là mình chưa qua. Họ đi qua từ đợt á. Đợt. Họ chặn xe lại đâu, họ đi qua từ đợt. Họ tập trung qua một đợt vậy đó. Hết chưa bố? Còn đợt 2 nữa, đợt 2 nữa. Hôm qua một đợt vậy đó, đi thứ tự lắm. À. Đây họ không có tràn không được, kẹt xe. À. À, tập ở Lâm Sơn á, tập trước mấy bữa rồi đi bộ từ đây xuống Lâm Sơn, đi bộ không á? Đi, đi. Đi bộ binh đi, phải đi bộ đi sao vậy? Đi bộ một ngày phải đi là mấy cây số á. Lâm Sơn là biết tay bắt cái gì đây không? Ở đó một ngày là đi, không phải là ta đi một bữa hay bữa, ta đi nhiều ngày đúng không? Ba tốp được hay đâu á, ba tốp. Rồi, chào chú á. Bốn tốp, bốn tốp. Đã hết chưa? Còn nữa, còn bốn tốp luôn mà. Ở đâu trên xe đi? Bốn tốp luôn. Thì họ qua quý vị. Thôi em rồi, thì trai con đi câu đêm
Thì bữa hôm trước thì Châu cũng có gặp anh em tập trận đó ha, hai cho con đi Châu đi nữa. À, mình Châu đi theo ha. Thì hồi nãy giờ họ qua hết mấy tốp rồi đó các bạn. Thì cỡ khoảng chừng mấy trăm ngàn người á, cả ngàn người á, cả ngàn bộ binh đó, họ đi tập trận á. Thì sẽ chuẩn bị qua một tốp nữa. Thì đây họ chỉnh chu nề nếp lắm, không bao giờ để kẹt xe ùn tắc giao thông hết. Đây còn tốp nữa là có gì đó. Thì họ đi qua đường nó có gì rồi, chắc tốp này là hết rồi đó. Rồi tốp tiếp theo có gì.